Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2023, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ bàn giao công tác của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Dù buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư cho biết, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là người con Quảng Nam trung dũng, kiên cường, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. 12 tuổi, đồng chí đã thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng. Được đảng, bác Hồ và tổ chức đưa ra miền Bắc học tập, rồi trở về miền Nam công tác. Đồng chí đã được đảng, nhà nước và nhân dân giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thông tin, theo nguyện vọng cá nhân và trên cơ sở xem xét khách quan, cẩn trọng, kỹ lưỡng. Ban chấp hành Trung ương đã đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu theo quy định. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng nói với chúng tôi, làm cũng vì trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, và nghĩ cũng vì trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Là cán bộ thuộc thế hệ đi sau, tôi thấy đây là một tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết và mong muốn với bề dày kinh nghiệm, mong đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có những đóng góp cho đảng, đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng với trí tuệ, kinh nghiệm quý báu trong công tác và cuộc sống, mong đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có những đóng góp cho Đảng, nhân dân, đất nước. Cũng tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân." tôi đã có đơn xin thôi giữ chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu trong các cuộc họp của bộ chính trị kỳ họp bất thường của trung ương quốc hội tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát và thẳng thắn